Xin chào cô chú anh chị, các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA nha. Theo đó xem gia đình mình đang đi đâu đây. Gia đình mình đang đi Six Flags chơi. Và dĩ nhiên bên cạnh đó mình sẽ review xe cho mọi người biết. À, ở Duyên Trung Hiếu ơi. Mọi người thông cảm, cái này là mình chọc quê nó một chút thôi, ok. Không, ghé em quá Duyên Trung Hiếu ơi. Nói chờ chứ trong video này mình sẽ review xe ha. Ok. Dĩ nhiên là xe này có nhiều cô chú anh chị có, nhưng mà đó không quan trọng. Cái này mình tốn tiền mà không phải cho mình nổ chút đỉnh chứ rồi, đúng không? Ok. Ok. Không, mình không, mọi người yên tâm. Nếu như mà mọi người xem kênh của mình là mọi người biết mình một người khá là thẳng thắn thật thà. Tại vì sao? Mình là người miền Tây mà. Nga, mình người miền Tây. Ok. Tây Nam Bộ là một chàng trai của Tây Nam Bộ đàng hoàng. Và mình xưa nay mình cũng khá là ghét nổ, mọi người thấy mình đâu có nổ gì đâu đúng không? Lâu lâu nổ chút đỉnh thôi chứ cơ bản là mình không có nổ lắm. Đấy không? Và cái nổ của mình là tại vì mình cố tình mình nổ chứ không phải mình nổ có dụng ý gì hết á. Mình nổ là tại vì nổ là mình cho mọi người biết là mình nổ luôn. Nó khác. Còn nổ mà để lừa người khác nó khác, cái động cơ nó khác khác cái động cơ. Thôi mà bỏ qua chuyện lựu đạn đó đi. Đó không? Nhận chiếc xe này nè. Không, nhận nó khá là êm. Thấy không? Giờ ở đây nè, thấy không? Quay xuống ghế cơ. Tự nhiên. Quay xuống ghế này nè, cái ghế này á là nó vừa, mọi người thấy mấy cái lỗ này không? Nó vừa là máy lạnh. Như bây giờ là xe đang mở máy lạnh nè. Là cái hơi lạnh nó lên giống như là cái bàn mà air hockey vậy đó. Mọi okay. người chơi air hockey, là mà cái bàn nó mấy cái lỗ nhỏ nhỏ đó, cái hơi lạnh nó lên. Okay. Mùa đông á thì là cái hơi ấm nó lên. À, mọi người thấy đây là một thời ưu điểm để mà thích nữa đó. Và dĩ nhiên đây là con chuột vi tính. À, đây nè, chuột nè. Có lấy chuột không? Bị cái ly che mất tiêu rồi. Không, thấy. Ờ, ok. Giờ nghe nhạc cái coi. Ê, lộn, nghe nhạc cái mất công đó. Thôi, FM YouTube á. Hình như nó đang kết nối với điện thoại hay sao á. Thôi, đi tắt âm thanh xuống. Tắt đi, tắt âm thanh đi. Để mất công nó dính bản quyền thôi chứ không gì hết. Ok, vậy demonstrate đủ rồi. Không, tay lái.